Thưa quý vị và các bạn, công nghệ phát triển, nhiều hình thức giải trí cho giới trẻ tràn lan trên mạng xã hội. Đặc biệt, game và mạng xã hội TikTok, YouTube có nhiều nội dung không được kiểm soát, không phù hợp với lứa tuổi, đã tiềm ẩn những nguy cơ tới tâm lý và hành động của trẻ. Ngày 19 tháng 3, cửa hàng điện thoại của anh Vũ Văn Đề đã bị hai đối tượng cắt khóa và trộm mất 21 chiếc điện thoại trị giá gần 100 triệu đồng. Sau gần 14 giờ gây án, đối tượng đã bị bắt giữ. Nhưng điều đáng nói ở đây, thủ phạm lại là hai trẻ vị thành niên sinh năm 2005 và 2010. Thực ra nguyên nhân của bọn trẻ thì nó cũng nhiều nguyên nhân lắm. Một là chơi game, viết các kiểu, nhưng mà hầu như là trẻ thì hầu như là chỉ có game thôi. Chứ thực ra bọn nó cũng chả tiêu gì đến những cái khoản lớn nhỉ. Game là chính. Thì tầm tuổi, lứa tuổi học lớp 6, lớp 11 thì cũng chỉ loanh quanh mấy cái đấy thôi chứ cũng chả có cái gì khác. Thực tế, nhiều bậc phụ huynh cũng rất lo lắng trước thói quen xem TikTok, YouTube hàng giờ đồng hồ của con mình. Đa phần những nội dung trên nền tảng mạng xã hội này không phù hợp với lứa tuổi của trẻ. Nếu không chọn lọc có thể gây nhiều hệ lụy. Tôi nghĩ là nó sẽ không tốt vì thứ nhất là hại mắt, thứ hai là trẻ con nó sẽ học theo một số trò trong đấy. Vì những trò trong TikTok họ không kiểm soát, họ cứ phát tán thôi. Lúc thì trò này, lúc trò khác. Lúc rồi đánh nhau rồi bạo loạn rồi... học theo những cái rồi có nhiều cái có cả tâm lý người lớn nữa nó trẻ con. Chuyên gia tâm lý khuyến cáo phụ huynh nhà trường cần tăng cường hoạt động tuyên truyền, khuyến khích phát triển năng khiếu. Các bậc phụ huynh cũng nên dành thời gian đồng hành và tâm sự cùng trẻ. Để hạn chế việc này thì tôi nghĩ là nhà trường thì cần quan tâm cái việc giáo dục đạo đức lối sống, đặc biệt là tổ chức được nhiều những cái hoạt động để các em tham gia. Những cái hoạt động lành mạnh đấy nó cũng góp phần là thu hút những cái thời gian rảnh rỗi các em vào những cái hoạt động này. Và chính điều đó thì làm cho cái thời gian mà các em tham gia vào game và TikTok nó cũng sẽ giảm đi. Còn rất nhiều hệ lụy từ việc nghiện game, nghiện TikTok mà chúng ta không thể lường hết được. Bởi vậy, để phát triển tương lai của trẻ một cách hoàn thiện nhất thì cần loại bỏ những nguy cơ tiềm ẩn ngay từ bây giờ.